Slovakia cáo buộc chính phủ tiền nhiệm phản quốc vì chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine. Ukraine gắn tên lửa tầm nhiệt lên xuồng cảm tử để ứng phó máy bay Nga ở Biển Đen. Ông Medvedev nói Nga từ chối đàm phán hạt nhân để Mỹ phải run rẩy lo sợ. Chuyên gia Anh tiết lộ động thái mới của Mỹ dự báo tương lai ảm đạm cho Ukraine. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Hồi năm ngoái, Slovakia đã cung cấp cho Ukraine 13 tiêm kích MiG-29 cùng một số tổ hợp tên lửa phòng không 2K-12 Coup. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Robert Fico đắc cử hồi tháng 10 năm 2023, Slovakia quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Liên quan đến vấn đề này, ngày 21 tháng 6, Quốc vụ Khanh đương nhiệm của Bộ Quốc phòng Slovakia Igor Meleche thông báo, Bộ Quốc phòng đã đệ đơn khiếu nại hình sự Thủ tướng Eduard Hege và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jaroslav Nat vì đã cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Theo Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Slovakia, việc chuyển các tổ hợp phòng không cho Ukraine đẩy không phận và người dân vào tình thế nguy hiểm. Slovakia đã tặng toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô và hai hệ thống phòng không cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên gửi tiêm kích đến Kiev sau khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra. Ông Meliche cáo buộc, quyết định tặng máy bay phản lực này khiến không phận Slovakia không được bảo vệ và người dân gặp rủi ro. Ông cho rằng đây là hành động vi hiến. Ông Meliche phát biểu, hai quý ông này đã giải giáp Slovakia tốt hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Tôi tin chắc rằng ông Jaroslav Nat đã phản bội Slovakia, quê hương của ông ấy. Bộ Quốc phòng Slovakia cáo buộc ông Hege và ông Nat có hành vi phá hoại, lạm dụng quyền hạn của quan chức và vi phạm nghĩa vụ trong việc quản lý tài sản liên quan tới việc chuyển tiêm kích và lá chắn phòng thủ cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak trước đó cáo buộc quyết định của ông Nat là phản quốc. Trước đó, ông Kalinak nói, làm suy yếu lực lượng vũ trang theo cách vi phạm hiến pháp này là không thể diễn đạt bằng từ nào khác ngoài phản quốc. Sau đó, ông Hege và Nat đã phản bác lại các cáo buộc này. Ông Nat nói, cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là sự liên kết rõ ràng của Slovakia với thế giới phương Tây. Ông Nat tuyên bố rất tự hào về quyết định giúp đỡ Ukraine của chính phủ Hege. Sau khi lên nhậm chức, Thủ tướng đương nhiệm Slovakia Robert Fico đã dừng hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine. Hồi tháng 1 năm nay, ông Kalinak cho rằng việc chính phủ Slovakia tiền nhiệm viện trợ quân sự liên tục cho Ukraine khiến phòng không nước này suy yếu và cần nhiều năm hồi phục. Ông cho biết, chính phủ trước đã khiến chúng ta không có hệ thống phòng không, không có lực lượng không quân chiến đấu và thậm chí không còn 700 triệu euro để mua MiG như được hứa hẹn vì chính phủ trước cũng đã trao khoản này cho Ukraine. Năm 2022, Slovakia đã tặng hệ thống phòng không S-300 duy nhất của nước này cho Ukraine. Trong năm 2023, chính phủ nước này cũng cung cấp 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Kiev. Các nước phương Tây cam kết sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot để thay thế S-300 cũng như bồi hoàn 700 triệu euro để Slovakia trang bị phi đội MiG mới. Nhưng cả hai cam kết trên đến nay đều chưa được thực hiện. Bộ trưởng Kalinak cảnh báo, không phận của Slovakia có nguy cơ không còn được bảo vệ. Nguyên nhân là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã được rút khỏi đây vào cuối năm 2023, trong khi hệ thống SAM-PT của Italy cũng có thể được chuyển đi trong năm nay. Bộ trưởng Kalinak cho rằng, có thể sẽ phải mất nhiều năm để khắc phục những tổn thất đối với an ninh đất nước. Ông nói chính phủ mới khó có thể tìm ra giải pháp thay thế hệ thống phòng không S-300 trong nhiệm kỳ của mình. Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã có ý tưởng độc đáo khi trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho xuồng cảm tử của nước này để tấn công máy bay Nga tuần tra xung quanh Biển Đen. Hồi giữa tháng này, trang Business Insider đưa tin, Tổng cục Tình báo Ukraine HUR xác nhận một số xuồng cảm tử Makura V-5 đã được sửa đổi để mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Đợt nâng cấp lớn này đánh dấu sự đổi mới đáng chú ý cho các đội tàu không người lái của Ukraine. HUR cho hay, những xuồng cảm tử cải tiến này được triển khai lần đầu vào đầu tháng 5 vừa qua khi chúng được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu ở Biển Đen. HUR nói thêm, các hệ thống đã trở thành một yếu tố gây sợ hãi và rủi ro nghiêm trọng cho các máy bay Nga. R-73 còn gọi là AA-11 Archer theo định danh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, là tên lửa thời Liên Xô, có công nghệ dẫn đường hồng ngoại và thường gắn trên các máy bay chiến đấu Sukhoi và MiG.
Theo giới quan sát, việc trang bị loại vũ khí như vậy cho một xuồng cảm tử là một phát triển khác thường với các hệ thống giống như xuồng cao tốc trước đây được trang bị chất nổ. Tuy nhiên, sự bổ sung mới mẻ có thể sẽ giúp các hệ thống chiến đấu này năng động hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Giờ đây, các xuồng cảm tử của Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm nhiệt R-73 để tự vệ trước các cuộc tấn công trên không của Nga, đồng thời cung cấp vỏ bọc cho các hệ thống không người lái khác, từ đó giảm nguy cơ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ trên cao. Việc trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho các xuồng cảm tử thể hiện sự đổi mới khác cho chương trình xuồng cảm tử của Ukraine, giúp Kiev đối đầu hạm đội Biển Đen của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng trang bị rocket của hệ thống phóng loạt Grad cho xuồng cảm tử Seababy, một loại hệ thống không người lái khác do Ukraine sản xuất để tấn công các mục tiêu trên đất liền. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, Ukraine đã đánh chìm, phá hủy hoặc làm hư hỏng ít nhất 14 tàu Nga ở Biển Đen. Kiev đã dựa vào đội xuồng cảm tử cũng như tên lửa tầm xa để gây ra thiệt hại này cho Nga. Khi Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga bằng xuồng cảm tử, Moscow đã chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu để tuần tra các vùng biển và bảo vệ tàu chiến. Ngày 21 tháng 6, trong một bài đăng trên Telegram, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, Moscow không thể giảm số lượng đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cho đến khi Mỹ rút viện trợ cho Ukraine. Bình luận trên của ông Medvedev là để đáp lại những nỗ lực của Mỹ nhằm tái thuyết phục Nga vào việc ký kết Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới hay START. Hiệp ước START gần đây nhất được gọi là New START, từng được cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Medvedev ký tại Praha vào năm 2010. Thỏa thuận này kêu gọi cả hai quốc gia giảm một nửa số lượng bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược trong kho vũ khí của mình và thiết lập một hệ thống kiểm tra mới để chứng thực điều này. Năm 2021, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin đồng ý gia hạn hiệp ước thêm 5 năm đến tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Nga đã đình chỉ tham gia New START, mặc dù nước này không chính thức rút khỏi thỏa thuận. Hồi tháng 3 năm nay, Mỹ được cho là đã tiếp cận Nga với hy vọng nối lại các cuộc đàm phán về New START, mặc dù điều này bị các nhà lãnh đạo ở Washington nhanh chóng bác bỏ công khai. Trong khi đó, đề cập đến những nỗ lực của Mỹ để thuyết phục Nga tham gia vào việc giảm phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Medvedev tiết lộ, Mỹ khá nghiêm túc đề xuất rằng chúng tôi nên đàm phán về một hiệp ước mới để cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Họ đề xuất thảo luận tất cả các loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa tầm xa và máy bay, cũng như về hiệp ước START mới. Các tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra trên Telegram cũng chỉ trích những nỗ lực đồng thời của Mỹ nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine và kiểm soát Nga. Quan chức cấp cao của Nga đã mô tả chiến lược của Mỹ là sự vô lý điên rồ. Ông Medvedev nhấn mạnh những đề xuất của Mỹ chỉ có thể xảy ra khi Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn việc nước này gia nhập NATO. Cuối cùng, vị quan chức Nga bình luận về việc Mỹ lo lắng về kho vũ khí quân sự của Nga rằng hãy để toàn bộ tầng lớp ưu tú của họ lo lắng, hãy để họ run rẩy và lo sợ. Bất chấp những lời lẽ gay gắt của ông Medvedev, phó giám đốc chương trình Nga và Á-Âu, đồng thời là người đứng đầu diễn đàn Ukraine tại Chatham House, Orissia, Lutsevich đã bình luận rằng không cần lo lắng, căng thẳng về bài đăng mới đây trên Telegram của vị quan chức Nga. Theo ông Lutsevich, phần lớn những gì ông Medvedev tuyên bố đều chỉ nhắm đến dư luận trong nước. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube The Durant, chuyên gia người Anh Alexander Mercurit cho biết Mỹ đang chuyển giao cho NATO toàn bộ quyền kiểm soát hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước cuộc bầu cử Tổng thống. Nhằm giảm bớt trách nhiệm về những thất bại trong tương lai, ám chỉ về khả năng ông Donald Trump tái đắc cử, vị chuyên gia này cho biết. Về cơ bản, người Mỹ đang để trách nhiệm về Ukraine cho Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ứng cử viên cho chức vụ Tổng thư ký NATO. Điều này được trình bày như một cách để đảm bảo sự ủng hộ cho Ukraine sau cuộc bầu cử ở Mỹ trong trường hợp một người nào đó giành chiến thắng. Ông cũng nói thêm rằng, trên thực tế, không có gì hiệu quả nếu không có người Mỹ và NATO đang chuẩn bị cho thực tế là họ sẽ phải chịu trách nhiệm khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm nay. Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa là hai ứng cử viên chính. Họ đều đã nhận đủ số phiếu đại biểu dựa trên kết quả bỏ phiếu sơ bộ để đảng của họ đề cử. Đồng thời, hầu hết các đối thủ của họ đều tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Trong cuộc phỏng vấn, ông Mercury cũng cho rằng chịu sức ép từ mọi phía, cơn hoảng sợ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tăng lên.
từ sức ép với nền kinh tế, thương vong lớn trên chiến trường, các cuộc tấn công thất bại, việc Nga giành được lãnh thổ Ukraine. Chuyên gia Mercury cũng nhắc lại cảnh báo của giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin rằng phương Tây đang chuẩn bị thay thế ông Zelensky và cho rằng đó là cảnh báo đáng tin cậy. Ngày 21 tháng 6, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Masashi Nakagumi đã hội đàm với Vụ trưởng Vụ châu Á 3 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, bà Ludmila Vorobyova. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức ngoại giao Nhật Bản đến Nga kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đài truyền hình NHK cho biết, tại cuộc gặp gỡ, ông Nakagumi đã nhấn mạnh quan hệ Nhật-Nga đang ở trong giai đoạn khó khăn kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông kêu gọi Nga sớm nối lại việc cho phép người dân Nhật Bản được viếng thăm mộ tổ tiên tại vùng lãnh thổ phương Bắc, phía Nga gọi là quần đảo Kurin, cũng như đảm bảo các hoạt động đánh bắt cá an toàn của ngư dân nước này ở khu vực trên. Về phần mình, bà Vorobyova cho rằng quan hệ hai nước đã xuống đến mức thấp chưa từng có, đồng thời cho rằng việc chính phủ Nhật Bản áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga ngày 21 tháng 6 có thể dẫn tới việc phá hủy hoàn toàn mối quan hệ này. Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết Tokyo sẽ tăng cường hơn nữa năng lực và vai trò an ninh của nước này, trong đó có việc tăng cường năng lực răn đe và phản ứng của Liên minh Nhật-Mỹ, thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc và một số quốc gia khác.